Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến 18 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 55 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 57 ca so với ngày 18 tháng 10 năm 2021. Phân theo yếu tố dịch tễ, Tết Dương Sàng Lọc 52 ca, cách ly tập trung 3 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh 2 ca, huyện Dương Minh Châu 18 ca, tăng 17 ca, địa chỉ Phước Ninh, huyện Tân Biên 15 ca, tăng 4 ca, trong đó Tân Phong 1 ca, Thạnh Tây 13 ca, thị trấn Tân Biên 1 ca, thị xã Hòa Thành 10 ca, giảm 9 ca, địa chỉ Trường Đông, huyện Tân Châu 5 ca, giảm 9 ca, trong đó Tân Hội 2 ca, Tân Thành 3 ca, thành phố Tây Ninh 4 ca, không tăng giảm, trong đó phường 1 3 ca, Ninh Thành 1 ca, huyện Châu Thành 1 ca, tăng 1 ca, địa chỉ thị trấn Châu Thành. Đánh giá chung, trong ngày phát hiện các ca nhiễm qua sàng lọc trong các khu cách ly tập trung tại thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh, các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, phát sinh các ca nhiễm tại các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, xã Phước Ninh và xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, xã Tân Phong, xã Thạnh Tây và thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Các địa phương đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan, xử lý theo quy định. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 10.289 ca, đang điều trị 1.135 ca, đã điều trị khỏi xuất viện 9.017 ca, trong đó ngày 19 tháng 10 là 78 ca. Tử vong 146 ca, trong ngày 19 tháng 10 không có ca tử vong do COVID-19. Tiêm vaccine, trong ngày đã tiêm 29.909 liều vaccine. Tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2021 đã tiêm được 1.116.226 liều vaccine, trong tổng số 1.338.690 liều được phân bổ, trong đó mũi 1 769.821 liều, mũi 2 346.405 liều vùng phong tỏa. Tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 817 vùng phong tỏa. Trong đó đang phong tỏa 100 vùng và 717 vùng đã kết thúc phong tỏa. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.580 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 2.898 người. Tình hình an ninh trật tự, trong ngày 19 tháng 10 lập biên bản xử phạt một trường hợp. Tổng cộng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.525 trường hợp

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ của www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng, chính xác về tình hình dịch bệnh. Đừng quên đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến chào tạm biệt.